Hôm nay, ngày 2 tháng 4 năm 2022, thứ bảy tuần thứ tư, mùa chay, năm C. Trích sách tiên tri Jeremiah. Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho con và con đã biết, vì Chúa đã chỉ cho con những mưu toan của chúng. Còn con như chiên con hiền lành bị đem đi giết. Con đã không biết chúng mưu toan hại con khi chúng nói: chúng ta hãy bỏ cây vào bánh của nó, chúng ta hãy diệt trừ nó khỏi đất kẻ sống, và người ta không còn nhớ đến tên nó nữa. Nhưng lạy Chúa các đạo binh, Chúa xét xử công minh và dò xét tâm can, chứ gì con sẽ thấy Chúa báo thù chúng, vì con đã phó thác việc con cho Chúa. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa con đến nương nhờ Ngài. Xin cứu con khỏi mọi người đang lùng bác, và xin giải thoát thân con, kêu có người như sư tử cho bác hồn con, xe nát ra mà không ai cứu gờ. Lạy Chúa là Thiên Chúa con đến nương nhờ Ngài. Xin minh xét cho con, thân lạy Chúa, theo sự công chính và vô tội ở nơi con. Nguyện cho chấm dứt sự độc dữ kẻ ác nhân, và xin Ngài cung cố người hiền đức khi Ngài lục soát tâm can. Ôi Chúa công minh, lạy Chúa là Thiên Chúa con đến nương nhờ Ngài. Thuận che thân con là Thiên Chúa, đấng cứu độ những kẻ lòng ngay. Thiên Chúa là vị công minh thẩm phán, và Thiên Chúa hăm dọa hằng ngày. Lạy Chúa là Thiên Chúa con đến nương nhờ Ngài. Chúa phán, ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta sẽ không chết đời đời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: ông này thật là tiên tri. Kẻ khác nói: ông này thật là đấng Kitô. Người khác nữa lại nói: đấng Kitô xuất thân từ Galilea sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói đấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi David và từ làng Bethlehem, quê hương của David. Vì thế dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về người. Trong số đó có một ít kẻ định bắt người, nhưng không ai dám ra tay bắt người. Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: tại sao các người không điệu nó tới? Các người thừa hành thưa rằng: chẳng hề có ai nói như người ấy. Các người biệt phái trả lời rằng: chứ thì các người cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái có ai tin nó đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó, nó không biết gì lề luật. Nicodemo là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: chứ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không? Nhưng họ trả lời rằng: hai ông cũng là người Galilea, hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilea. Sau đó ai về nhà nấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Đón nhận và tôn trọng. Họ đáp: cả ông nữa, ông cũng là người Galilê sao? Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy, không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả. Gioan chương 7 câu 52. Suy niệm: nổi giận vì dân Ukraine muốn thoát khỏi sự lệ thuộc của mình, Tổng thống Nga Putin đã xua quân xâm lăng quốc gia này. Thái độ hiếu chiến của một kẻ đầy tham vọng mà lại nắm giữ quyền lực trong tay, xét cho cùng không khác là bao với cung cách của giới lãnh đạo Do Thái khi họ ở trong tư thế thù địch với Đức Giêsu.
họ không thể chấp nhận Ngài, chẳng những vì coi khinh thân thế của Ngài, mà còn vì do Ngài, họ càng ngày càng mất dần ảnh hưởng đối với dân chúng. Họ bị đóng khung trong thành kiến đến nỗi không thể đón nhận tiếng nói theo lương tri của những vệ binh. Xưa nay chưa từng có ai nói năng như Ngài, và họ cũng chẳng nghe lập luận của một người trong nhóm họ là Nicodemo trưng dẫn chính lề luật để phản bác hành động sai trái của họ. Họ tự cho rằng chỉ có họ mới nắm giữ chân lý, và họ miệt thị tất cả những ai không về phe với họ. Mời bạn, kiêu căng tự phụ đưa tới thành kiến, và hậu quả là người ta không thể đón nhận chân lý và cũng đánh mất sự tôn trọng đối với tha nhân. Bạn dành thời giờ thanh lặng cầu nguyện để phân định mọi sự với cái nhìn của Chúa, học nơi Chúa tâm tình, hiền lành và khiêm nhường. Matthew chương 11 câu 29, để không thành kiến nói lời mỉa mai hay chỉ trích hay khinh miệt bất cứ ai. Sống lời Chúa, nhận biết những ưu điểm của người khác để đón nhận và tôn trọng những khác biệt nơi họ. Cầu nguyện, lạy Chúa, xin giúp con xóa bỏ cái nhìn thành kiến về bất cứ ai và học nơi Chúa lòng bao dung, đón nhận và nâng đỡ người khác. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hằng ngày. Ve sầu kêu ve ve. Ve sầu kêu ve ve suốt mùa hè, đến kỳ gió bắc thổi, nguồn cơn thật bối rối. Trên đây là bốn câu đầu trong bài thơ mà cụ Nguyễn Văn Vĩnh đã dịch từ Chuyện Ngụ Ngôn, Con Ve và Cái Kiến của thi sĩ Pháp La Fontaine. Ở Việt Nam chúng ta cũng như tại nhiều nước trên thế giới, cứ mở độ hè về là ve sầu xuất hiện và kêu inh ỏi. Theo sinh vật học thì có đến 23 loại ve sầu. Mỗi loại có chu kỳ khác nhau, loại 2 năm, loại 3 năm, loại 17 năm, vân vân. Trước khi xuất hiện trên mặt đất, ve đã làm kiếp nhộng sống ngầm dưới đất đến 17 năm. Ngay sau khi ra khỏi trứng, nhộng đã chui xuống đất và sống yên lặng 17 năm. Sinh vật học còn cho rằng khi chu kỳ 17 năm chấm dứt, các con nhộng này có thể nghe được một tín hiệu bí mật kêu chúng ra khỏi lòng đất. Và hàng trăm triệu con nhộng đã đáp lại tiếng kêu gọi đó, bò lên mặt đất, tìm cây cối hay vật gì thẳng góc với mặt đất để bám chặt vào, rồi lột vỏ, biến thành con ve với hai cánh dài để bay. Nhưng cuộc sống của ve rất ngắn ngủi vì chúng chỉ sống được 5 tuần lễ, vừa đủ để làm một công tác duy nhất là đẻ trứng rồi chết. Kiếp sống của con ve sầu có thể làm cho chúng ta liên tưởng đến cuộc đời của Chúa Giê-xu. Trong 33 năm sống kiếp con người, Ngài đã sống ẩn dật đến 30 năm. Nếu đối với kiếp ve sầu, 17 năm sống dưới đất như nhộng không phải là vô ích, thì với Chúa Giê-xu, 30 năm sống ẩn dật của Ngài cũng mang một ý nghĩa và giá trị đặc biệt. Kiếp sống lam lũ của người thợ mộc, những vất vả trong cuộc sống hàng ngày, tất cả đều mặc cho cuộc sống con người một ý nghĩa. Chúa Giê-xu đến để chiếu rọi ánh sáng vào cuộc sống con người. Ánh sáng đầu tiên đã được chiếu rọi vào cuộc sống chúng ta chính là những năm tháng ẩn dật ấy của Chúa Giê-xu. Trong ánh sáng ấy chúng ta sẽ hiểu được, dù nghèo hèn đến đâu, dù tối tăm đến đâu, công việc từng ngày của chúng ta là những đóng góp vào công cuộc cứu rỗi của Chúa. Con ve sầu phải tôi luyện trong suốt 17 năm trời mới có thể xuất hiện để sinh ra một mầm sống mới. Những lam vụ vất vả từng ngày của người Kitô chúng ta cũng có sức mang lại mầm sống mới cho rất nhiều người. Ước gì ánh sáng của Chúa Giê-xu chiếu rọi vào cuộc sống của chúng ta để dù vất vả và lao nhọc và đau khổ từng ngày, chúng ta luôn vui vẻ tiến bước vì tin rằng cuộc sống của chúng ta đang mang lại sức sống cho nhiều người. Bài trích sách Lẽ Sống.